Bây giờ thì mình sẽ thử trên chiếc TV đang chạy chứ không phải là một chiếc TV tắt nhưng màn hình của mọi người nhá. Nước này lau thoải mái mọi người, lau thoải mái, lau đến sạch thì thôi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của chúng tôi, Bảo Hành Điện Tử Thái Bình. Thời gian qua thì quý vị và các bạn thấy những chiếc TV của quý vị và các bạn bị kẻ màn hình như này rất nhiều. Vậy thì nguyên nhân tại sao những chiếc TV của gia đình nhà quý vị và các bạn dùng một thời gian thì gây ra hiện tượng là chiếc TV này bị kẻ rất là nhiều và bị kẻ đứng như này? Và những chiếc TV bị kẻ đứng như thế này thì thường thường là bị nước vào. Chính vì vậy mà nhiều bạn là không dám vệ sinh TV. Vậy thì video ngày hôm nay tôi sẽ vệ sinh TV bằng nước để quý vị và các bạn biết được, hiểu được cái cách vệ sinh TV nó đơn giản như nào. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chiếc TV của quý vị các bạn quá bẩn mà các bạn không vệ sinh chiếc TV đi thì những chiếc TV của quý vị các bạn thì vô cùng là dễ hỏng màn hình. Khi mà chiếc TV của quý vị các bạn đất cát bám vào màn hình rất là nhiều, chúng sẽ rơi xuống cái khe phía dưới của TV. Khi mà bụi bẩn rơi xuống khe dưới của TV thì không cần phải đổ nước vào, mà quý vị và các bạn chỉ cần gặp trời ẩm, thời tiết nó ẩm thì nước sẽ ngấm vào những cái bụi bẩn đó và nó sẽ gây ra hiện tượng đánh chạm chập và làm cho hết chiếc màn hình của quý vị và bạn kẻ ngang kẻ dọc như thế này. Vậy thì làm thế nào để mình tắm cho chiếc TV này mà chiếc TV của tôi đang chạy bình thường như thế này mà nó không hỏng? Vâng, cái gì thì cũng có bài của nó các bạn nhá. Video ngày hôm nay thì tôi làm để các bạn hiểu được. Khi các bạn đã hiểu được thì quý vị các bạn vệ sinh cho chiếc TV của gia đình của các bạn không bao giờ sợ bị hỏng. Rồi, các bạn sẽ sử dụng cho mình hai chiếc khăn và các bạn sẽ thả một chiếc khăn vào thau nước này hộ mình. Sau khi các bạn thả chiếc khăn vào thau nước như thế này thì quý vị và các bạn thấy ạ, nước chảy rất là nhiều như này. Vậy thì quý vị và các bạn sẽ có đổ nước ngay vào chiếc TV đang chạy này không? Không các bạn nhá. Vậy thì làm thế nào ạ? Rồi, tạm thời thì để thau nước này ra ngoài. Và cái này chính là cái quan trọng nhất để chiếc TV của quý vị và các bạn không bao giờ sợ nước. Và quý vị các bạn có tắm cho chiếc TV này thì nó cũng không thể hỏng được. Khi mà nhìn vào cái con băng dính to đùng như thế này thì ai cũng biết rồi, và ai cũng biết cách mua ở đâu đúng không ạ? Rồi, quý vị và các bạn sẽ cắt cho mình một miếng băng dính như thế này. Và quý vị và các bạn sẽ dán cho mình. Tiếp theo quý vị và các bạn kéo cho mình một miếng băng dính nữa, dán tiếp bên này hộ mình. Tiếp theo ạ, dán tiếp cho mình vào đây. Ok chưa? Quý vị và các bạn sử dụng cho mình miếng băng dính trắng hoặc băng dính vàng, băng dính gì cũng được. Như quý vị và các bạn sẽ dán cho mình bốn xung quanh, bốn góc của màn hình như thế này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử trên chiếc TV đang chạy chứ không phải là một chiếc TV tắt nhưng màn hình mọi người nhá. Nước này lau thoải mái mọi người, lau thoải mái, lau đến sạch thì thôi. Các bạn cứ lau đến sạch thì thôi. Rửa tivi luôn đàng hoàng, tắm tivi đàng hoàng mọi người nhá. Lau thoải mái luôn đi. Ok chưa? Và khi mà tôi quay gần thì quý vị và các bạn sẽ biết được rằng chiếc tivi của tôi nước chảy ròng ròng xuống phía dưới này. Như tắm luôn đúng không ạ? Như tắm luôn. Sau khi quý vị và các bạn tắm được chiếc tivi này thì quý vị và các bạn sẽ sử dụng cho mấy khăn khô. Và quý vị và các bạn sẽ chà sạch một lần nữa. Để làm sao ạ? Để cho chiếc màn hình của chiếc TV này nó khô, nó sạch. Nó khô, nó sạch. Rồi, quý vị và các bạn xem. Vậy là quý vị và các bạn đã vệ sinh một chiếc TV đang chạy đàng hoàng mà không cần phải tắt nguồn của TV đi. Vậy thì video ngày hôm nay cái thông điệp của tôi là gì? Vâng, các bạn đã biết cách vệ sinh cho TV chưa? Vâng, cái cách vệ sinh của TV là gì ạ? Cách vệ sinh của TV, trước khi các bạn vệ sinh TV thì quý vị và các bạn hãy che những cái phần mà nước có thể chảy xuống làm hỏng màn hình của TV. Nếu quý vị các bạn cũng làm một miếng băng dính dính như tôi như thế này thì quý vị và các bạn có thể vệ sinh màn hình của chiếc TV thoải mái và không bao giờ sợ
chiếc tivi của quý vị và các bạn hóng. Sau khi quý vị và các bạn vệ sinh xong chiếc tivi, các bạn sẽ loại bỏ những cái lớp băng dính này ra của mình. Rồi, vậy là tôi đã vệ sinh xong màn hình một chiếc tivi vô cùng đơn giản và hiệu quả. Và xem video này các bạn đã biết được cách vệ sinh tivi làm sao cho chiếc tivi của gia đình nhà quý vị các bạn không hỏng, đúng không ạ? Ok chưa? Các bạn xem video của mình, các bạn thấy đúng hay tiện ích thì các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cũng biết, người thân của quý vị và các bạn biết mọi người nhé. Và các bạn đã biết cách tự mình vệ sinh cho tivi nhà mình sạch và không bị bụi bẩn. Chắc chắn một chiếc tivi không bị bụi bẩn lúc nào sạch sẽ thì trong quá trình sử dụng nó sẽ bền hơn và ít hư hỏng hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.